Chào anh em đã đến với kênh Lâm Smartwatch. Một vòi TicWatch gần đây ra mắt cái một Smartwatch có giá rẻ chỉ hơn 1 triệu đang gây chú ý cộng đồng công nghệ. Và hôm nay mình sẽ trên tay và review về em nó, đó là chiếc TicWatch GTX. TicWatch GTX có hệ điều hành đơn giản, tối ưu về theo dõi sức khỏe, tập luyện không có nhiều tính năng như các dòng TicWatch đời trước. Máy có màn hình TFT LCD 1,28 inch, Bluetooth 5.0 và chống nước IP68, bơi trong môi trường hồ bơi, đo nhịp tim thời gian thực và có 14 chế độ tập luyện. Thời lượng pin là 7 ngày sử dụng trung bình. GTX sẽ không có loa mic để đàm thoại và không có GPS hay là Wi-Fi. Đây là hộp của máy. Rất cảm ơn anh Nguyễn Tuyên ở trong group Facebook TicWatch Việt Nam đã cho mình mượn máy để review. Đây là các cái thông số của máy đây. Ở đằng sau thì mình đã đọc ở ngay đầu video rồi. Mình sẽ tiến hành mở hộp luôn. Cái máy mình đã để ở ngoài để kết nối. Có một cái mút rất là giống rẻ rửa bát để đồng hồ như thế này. Có dây sạc thì mình thấy khá là bất ngờ. Cái dây sạc này rất giống với dây sạc của các cái smartwatch giá rẻ như là W26. Có sách hướng dẫn nữa, nhưng mà chắc là anh Tuyên anh ấy vứt ra ngoài rồi. Kích cỡ của chiếc GTX này nó là 48mm, phù hợp với anh em tay to mà thôi. Mình đeo thử cho anh em xem này. Và cái độ mỏng là 11mm. Ở quanh cái viền màn hình này nó được gia công là bằng thép. Đấy, được đánh số này 15, 30, 45, 60 rất là đẹp. Ở cái phần khung này thì mình nghĩ nó là nhôm để nó nhẹ nhất có thể. Máy sẽ có hai nút cứng. Nút dưới là vào luôn chế độ tập luyện. Còn nút bên trên là vào menu router và là nút nguồn luôn. Ở phía sau máy có khu cảm biến đo nhịp tim và chân sạc. Chân sạc là sạc 5 châm, mình sẽ sạc thử cho anh em xem này. Mất khoảng 2 tiếng để đầy pin. Quay dây thay thế này nó sẽ có kích cỡ là 22mm, em có thể thay thế thoải mái. Bộ dây theo máy này thì mình cũng đã chạy thử tập luyện ra rất là nhiều mồ hôi. Thì cái chất liệu TPU này thấy là nó cũng không bị bí tay lắm. Màn hình là cái màn dạng TFT, kích cỡ là 1,28 inch. Thì mình thấy là cái màu đen nó sẽ không sâu. Về cái độ sắc nét thì cũng ở mức trung bình thôi. Độ sáng thì mình thấy là cũng không tốt lắm, nhưng mà hiển thị ngoài trời thì rất là ngon. Mình sẽ chuyển sang cái mặt dễ nhìn hơn. Đây em sẽ thấy là ở cái phần viền máy này, nó sẽ có một cái phần vạch chia ra để tạo điểm nhấn hơn. Màn hình nhìn gần thì có vẻ như rất là sắc nét, nhưng nếu như anh em để xa một chút hoặc để gần, chú ý kỹ sẽ thấy có các cái đường sọc nó chạy ngang ở màn hình. Có vẻ như là cái chất lượng màn hình không được tốt lắm. Qua video thì mình quay rất khó để cho anh em nhìn thấy được. Nhưng với một smartwatch mà có giá hơn 1 triệu thì màn như này mình thấy là tạm chấp nhận được. Về giao diện và tính năng thì vuốt từ trên xuống sẽ là thành trạng thái có chế độ không làm phiền, tìm điện thoại, cài đặt và chế độ tiết kiệm pin. Nó sẽ nâng thời gian sử dụng pin lên đến 10 ngày. Em sẽ chỉ xem giờ và đếm bước thôi. Đây có phần trăm pin từ ngày tháng. Vuốt từ dưới lên sẽ là vào luôn phần thông báo. Các cái icon thông báo hiển thị rất là dễ hiểu. Đây Facebook hoặc là Messenger. Cái này nó có thể hiển thị được cả cái thông báo Zalo rất là ngon lành luôn. Đây thông báo tiếng Việt rất là ok. Mỗi tội là nó sẽ bị giãn chữ như này. Vuốt từ trái sang phải sẽ là widget. Thế hoạt động hàng ngày, các cái chế độ tập luyện. Thời tiết thì mình không hiểu sao vẫn chưa được cái vị trí hiện tại. Đây là cái đếm giờ. Đây, 1 phút này, hoặc là 5 phút, 10, 15, 30, 60 phút để anh em tập luyện. Cũng là bấm giờ luôn. Đây là theo dõi giấc ngủ. Nhịp tim. Bấm nút bên trên để vào menu router. Đây là thông báo. Các cái chế độ tập luyện này, theo dõi nhịp tim, giấc ngủ, hoạt động hàng ngày. Tất cả những cái này có trên widget rồi, cho nên là mình sẽ không vào cho anh em xem nữa. Đây là khiển nhạc. Stopwatch time cũng có ở trên widget rồi, thời tiết nữa. Đây là cái đèn này, tính năng này rất hay. Phù hợp cho anh em để soi, để đi tè ban đêm. Tìm điện thoại này, bấm vào phát thì điện thoại nó sẽ rung lên để anh em tìm. Cài đặt thì sẽ có cài đặt độ sáng này. Mức 4 là cao nhất. Reset đồng hồ này. Để thay đổi mặt đồng hồ, anh em sẽ giữ ly vào mặt đồng hồ. Đấy, chuyển sang. Đây là các cái mặt mặc định theo máy. Nó sẽ có khoảng 4 mặt. Đây, mặt 2, 3,
4. Và đây là cái mặt xét theo ảnh cá nhân. Để kết nối với điện thoại, anh em sẽ tải app Move Voice về. Thì anh em chỉ cần quan tâm đến cái phần thiết bị thôi. Các cái râu ria này thì không cần quan tâm đâu. Kho mặt đồng hồ này có rất là nhiều, đến 17 mặt đồng hồ. Đa số là các cái mặt đồng hồ theo cái tích quắt phiên bản cũ. Đây có xét mặt cá nhân này. Đổi ảnh cá nhân xong này. Nhưng có một vấn đề, đó là tùy biến rất là chán khi mà không cho đổi các cái vị trí như là giờ, ngày, tháng hay là bước chân sang chỗ khác. Chỉ có đúng một cái kiểu này thôi. Và có đổi màu. Ở phần Smart Mode bên trên là đo nhịp tim tự động liên tục. Em có thể tắt đi để tiết kiệm pin hơn. Đây là cài đặt báo thức. Giơ cổ tay sáng màn hình và chế độ không làm phiền. Đây là khu vực thông báo. Thì sẽ có tùy chỉnh thông báo cuộc gọi, tin nhắn có bật rung hay không và thông báo ứng dụng. Cái này khá là lạ khi mà bật lên phát là tất cả các cái thông báo nào ở trên ứng dụng điện thoại nó sẽ được thông báo sang đồng hồ tất luôn, chứ không cho tùy chỉnh như là cái nào bật thông báo hay là cái nào không cả. Ở phần cài đặt thêm thì em sẽ thấy là có tìm đồng hồ, thời gian sáng màn hình mình đang để là 15 giây, 12 hay là 24 giờ. Ngôn ngữ của đồng hồ hiện tại nó chưa hỗ trợ tiếng Việt, mình đang set là theo cái ngôn ngữ của điện thoại thì nó ra tiếng Anh. Đây là nhiệt độ thì mình để là độ C rồi. Ở phần này là lưu các cái bài tập luyện của mình. Đây là cái bài chạy bộ. Đấy. Rất tiếc là nó không lấy GPS từ điện thoại để vẽ cái quãng đường chạy, mà nó chỉ tính như là cái biểu đồ nhịp tim này, hoặc là bước chân, calo tiêu hao thôi. Có một cái điểm rất hay, đó là mình thấy nó có hỗ trợ đồng bộ với Strava này, Runkeeper, Google Fit. Vẫn như thường lệ thì test tốc độ nhận thông báo. Đầu tiên là cuộc gọi, khá là nhanh. Có nút từ chối này, tốc độ nhận thông báo cũng rất nhanh. Kiểm tra hiển thị độ dài thông báo thì mình thấy là nó chỉ đến dòng thứ hai thôi, khá là ngắn. Còn về nhận các cái thông báo thì mình thấy là được rất là nhiều, đến khoảng chục cái thông báo. Và xem khi mà vuốt thì cũng rất là mượt mà. Mình sẽ đeo thử trên tay để kiểm tra được cái độ rung khi mà thông báo đến. Mình thấy rung khá là yếu. Anh em có thể nghe được cái tiếng rung này. Test thử cảm biến giơ cổ tay sáng màn hình. Đánh giá cá nhân của mình về TicWatch GTX với những ưu điểm như thời lượng pin tốt lên tới 1 tuần, thiết kế đẹp so với tầm giá, có thay đổi mặt đồng hồ cá nhân, thông báo hiển thị tiếng Việt. Nhược điểm là rung yếu, phone thông báo bị giãn chữ và màn hình không đẹp. Với mức giá chỉ hơn 1 triệu mà có thương hiệu được hỗ trợ cập nhật lâu dài thì quá là hợp lý. Anh em có ý kiến gì khác về TicWatch GTX hay cũng như muốn mình đánh giá thêm về Smart nào, hãy để lại bình luận ở dưới video, mình sẽ phản hồi mọi bình luận của anh em.